Xin chào em học sinh. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em một số nội dung kiến thức trọng tâm của bài số 29, bài luyện tập 5 chương trình học lớp 8. Bài luyện tập của chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất là kiến thức cần nhớ. Đối với nội dung này, em sẽ tìm hiểu trong sách giáo khoa trang 100. Nội dung thứ hai là thầy sẽ hướng dẫn các em một số dạng bài tập mà trong quá trình là học tập các em còn hay nhầm lẫn. Thứ nhất là cách gọi tên của oxit. Các em đã biết oxit được chia thành hai loại chính, đó là oxit axit và oxit bazơ. Tên của oxit axit sẽ được gọi theo quy tắc như sau. Tên oxit bằng tiền tố chỉ số lượng nguyên tử phi kim cộng với tên phi kim cộng tiền tố chỉ số lượng nguyên tử oxy cộng với từ oxit. Và người ta quy ước cách gọi tên các tiền tố như sau. Nếu tiền số chỉ là 1 thì tiền tố sẽ đọc là mono, nếu số chỉ là 2 thì tiền tố là di, nếu số chỉ là 3 thì tiền tố sẽ là tri, nếu số chỉ là 4 thì tiền tố sẽ là tetra, số chỉ là 5 thì tiền tố sẽ là penta. Và trong trường hợp nếu chỉ số là 1 thì thường là sẽ không đọc tiền tố, tức là sẽ không đọc từ mono. Còn các trường hợp bằng 2, 3, 4, 5 thì tên của thì tiền tố sẽ được gọi như bình thường. Và sau đây thì thầy sẽ hướng dẫn một số ví dụ cụ thể. Thầy có 3 oxit axit. Oxit thứ nhất là SO3. Chúng ta thấy có một nguyên tử lưu huỳnh, như vậy sẽ không phải đọc mono. Có 3 nguyên tử oxy thì tiền tố sẽ là tri. Vậy tên của oxit này sẽ là lưu huỳnh trioxit. Tiếp theo đó là P2O5. Có 2 nguyên tử phốt pho thì tiền tố sẽ là bi. Có 5 nguyên tử oxy thì tiền tố sẽ là penta. Vậy oxit này sẽ được gọi là bi phốt pho penta oxit. Thứ 3 là oxit CO2. Có 1 nguyên tử carbon và 2 nguyên tử oxy. Như vậy chúng ta sẽ không đọc số chỉ của carbon mà sẽ đọc số chỉ của nguyên tử oxy là 2 thì sẽ dùng từ là đi. Tên của oxit này sẽ là carbon dioxide. Thứ hai là tên của oxit bazơ. Tên của oxit bazơ sẽ được gọi theo quy tắc, đó là tên oxit bằng tên kim loại kèm theo hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị và cộng với từ oxit. Các kim loại có nhiều hóa trị thì có thể kể tới, ví dụ như đồng hóa trị 1 và hóa trị 2, sắt có hóa trị 2 và hóa trị 3. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em một số ví dụ cụ thể. Ví dụ thứ nhất, Na2O. Natri chỉ có một hóa trị, đó là hóa trị 1. Như vậy ta sẽ không phải kèm theo hóa trị ở trong tên gọi. Tên của oxit này sẽ là natri oxit. Oxit thứ hai, MgO. Tương tự như natri thì magie cũng chỉ có một hóa trị, đó là hóa trị 2. Vậy chúng ta sẽ không phải kèm theo hóa trị của magie ở trong tên gọi của oxit. Tên của oxit MgO sẽ là magie oxit. Oxit thứ ba, Fe2O3. Sắt có hai hóa trị là sắt 2 và sắt 3. Trong hợp chất Fe2O3 thì sắt có hóa trị 3 và tên của oxit này sẽ là sắt 3 oxit. Em lưu ý hóa trị của kim loại em phải đề ở trong mặt. Trên đây là cách gọi tên của hai loại oxit axit và oxit bazơ. Sau đây để sẽ hướng dẫn em một số các bài tập liên quan tới dạng bài tập tính toán theo phương trình hóa học. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhắc lại các bước để tính theo phương trình hóa học, gồm có các bước như sau. Thứ nhất là đổi dữ kiện đầu bài. Nếu bài toán cho khối lượng hoặc thể tích của các chất khí ở điều kiện tương chuẩn thì các em sẽ đổi ra số mol. Thứ hai là lập phương trình hóa học. Và bước số 3 là dựa vào phương trình hóa học và số mol của các chất đã biết để tính số mol các chất cần tìm. Bước cuối cùng là các em sẽ tính toán theo yêu cầu của bài toán. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em ví dụ thứ nhất. Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam khí metan trong không khí. Bài toán yêu cầu A tính khối lượng nước tạo thành, B tính thể tích khí carbonic thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
Sau đây thì thầy sẽ đi tóm tắt bài toán này. Bài toán cho khí men ăn. Khối lượng của khí men ăn là 1,6 gram. Đốt khí men ăn trong không khí, tức là khí men ăn tác dụng với oxy. Và sản phẩm thu được đó là cái carbonic và hơi nước. Bài toán yêu cầu hai nội dung. Thứ nhất là tính khối lượng của nước. Ý thứ hai, bài toán yêu cầu tính thể tích của khí carbonic thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy em thấy bài toán cho 1,6 gam khí metan. Từ 1,6 gam này chúng ta sẽ đổi ra được số mol của khí metan. Và đây là dạng bài tập tính theo phương trình hóa học có một số mol, và ta sẽ đi giải bài tập này như sau. Bước 1, ta sẽ đi đổi dữ kiện của bài toán. Số mol của khí metan. Bài toán cho khối lượng, ta sẽ đổi ra số mol bằng công thức lấy khối lượng chia cho khối lượng mol. Khối lượng của khí metan là 1,6, khối lượng mol của metan là 16 và bằng 0,1 mol. Bước số 2, ta sẽ đi viết là phương trình hóa học. Để cân bằng phương trình này, thầy sẽ đưa hệ số 2 vào nước và đưa 2 vào oxy. Số mol của metan đầu bài cho là 0,1 mol. Chúng ta đang yêu bài toán đang yêu cầu tính khối lượng nước và thể tích của khí CO2, khí carbonic. Vậy chúng ta sẽ đi tính số mol của các chất bằng cách nhân chéo chia ngang. Số mol của oxy sẽ bằng 0,1 nhân 2 và chia cho 1 và 0,2 mol. Số mol của khí carbonic bằng với số mol của khí metan vì tỷ lệ đều là 1:1. 0,1. Số mol của nước gấp 2 lần số mol của khí metan là 0,2 mol. Sau khi tính được số mol của các chất, chúng ta sẽ đi tính được yêu cầu của bài toán. Ý thứ nhất là khối lượng của nước. Khối lượng của nước sẽ bằng số mol của nước là 0,2 nhân với khối lượng mol của nước là 18 và bằng 3,6 gam. Xong được ý thứ nhất. Ý thứ hai, đầu bài yêu cầu tính thể tích của khí CO2 carbonic ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy ta sẽ áp dụng công thức thể tích khí bằng số mol nhân 22,4. Số mol của khí carbonic là 0,1 nhân 22,4 và bằng 2,24 lít. Trên đây là bài giải của ví dụ thứ nhất. Sau đây thầy và em sẽ cùng tìm hiểu ví dụ thứ hai. Đốt cháy 15,5 gam phốt pho trong bình chứa 11,2 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn tạo thành đi phốt pho metaoxit. Bài toán yêu cầu: nhất, chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng dư là bao nhiêu. Ý thứ hai, tính khối lượng đi phốt pho metaoxit tạo thành. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài toán số 2 như sau. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đi tóm tắt bài toán. Bài toán cho 15,5 gam phốt pho tác dụng với 11,2 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn và sản phẩm thu được ở đây là đi phốt pho pentaoxit có công thức là P2O5. Ý thứ nhất, bài toán yêu cầu chất nào dư. Và dư bao nhiêu gam? Ý thứ hai, bài
hóa nhu cầu tính khối lượng của đi phốt pho pentaoxit tạo thành. Và chúng ta sẽ đi giải các bài toán này theo các bước như sau. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ đổi dữ kiện đầu bài. Đầu bài cho 15,5 gram phốt pho và chúng ta sẽ tính được số mol của phốt pho bằng 15,5 chia cho khối lượng mol của phốt pho là 31 và bằng 0,5 mol. Ngoài ra, bài toán cho thể tích của khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn, vậy chúng ta tính được số mol của khí oxy bằng 11,2 chia cho 22,4 và bằng 0,5 mol. Bước số 2, chúng ta sẽ đi lập phương trình. Phốt pho tác dụng với oxy, sản phẩm thu được đi phốt pho pentaoxit là P2O5. Để cân bằng phương trình này, thầy sẽ đưa 2 vào đi phốt pho pentaoxit, 4 vào phốt pho và 5 vào oxy. Chúng ta thấy bài toán này cho số mol của hai chất tham gia. Vậy bài toán này sẽ thuộc dạng bài tập, đó là xét dư thừa. Và để xét được dư thừa, các em sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lập tỷ lệ số mol của phốt pho và oxy so với hệ số của chúng. Số mol của phốt pho là 0,5 chia cho hệ số của phốt pho là 4. Số mol của oxy là 0,5 chia cho hệ số của oxy là 5. Và so sánh hai phân số này, chúng ta thấy 0,5 chia 4 sẽ lớn hơn 0,5 chia 5. Như vậy, chất mà có tỷ lệ lớn hơn sẽ là chất dư. Vậy phốt pho sẽ dư. Và chúng ta sẽ tính theo chất còn lại là tính theo oxy. Tính theo oxy. Số mol oxy phản ứng sẽ là 0,5. Như vậy chúng ta sẽ tính được số mol của phốt pho phản ứng là 0,5 nhân 4 chia 5 và bằng 0,4. Số mol của đi phốt pho pentaoxit tạo thành được tính bằng cách lấy 0,5 nhân 2 chia 5 bằng 0,2 mol. Vậy sau phản ứng, ban đầu phốt pho có 0,5 mol, phản ứng mất 0,4 mol, vậy sẽ còn 0,5 trừ 0,4 là 0,1 mol. Số mol oxy phản ứng đã hết và đi phốt pho pentaoxit tạo thành là 0,2 mol. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tính theo yêu cầu của đầu bài. Thứ nhất là đầu bài hỏi chất nào dư và dư bao nhiêu gam. Ta sẽ kết luận là phốt pho dư và khối lượng phốt pho dư. Chúng ta sẽ lấy số mol của phốt pho dư là 0,1 nhân với 31 bằng 3,1 gam. Tiếp tục, khối lượng của đi phốt pho pentaoxit. Khối lượng của đi phốt pho pentaoxit, số mol của đi phốt pho pentaoxit là 0,2. Khối lượng mol của đi phốt pho pentaoxit là 142 gam trên mol và kết quả sẽ là 28,4 gam. Trên đây thầy đã hướng dẫn các em một ví dụ cụ thể của dạng bài tập xét dư thừa. Và dựa vào các nội dung mà thầy hướng dẫn các em về nhà sẽ làm cho thầy các bài tập sau đây. Bài tập thứ nhất có hai nội dung. Thứ nhất là gọi tên của các
oxit có công thức hóa học như sau. Phải cho 5 công thức hóa học. Ý thứ hai là viết công thức hóa học của các oxit có tên gọi như sau. Đây phải cho tên của 5 oxit. Bài tập thứ hai đó là hoàn thành các phương trình phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có. Để thực hiện được bài tập này thì em sẽ hệ thống lại tính chất hợp của oxy, cách điều chế oxy trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Bài tập số 3 đó là tính khối lượng của magie oxit tạo thành trong các trường hợp sau. A là đốt cháy hoàn toàn 12 gam magie trong khí oxy dư. Ý thứ hai là đốt cháy 18 gam magie trong 6,12 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Và các bài tập này em sẽ nộp cho giáo viên chủ nhiệm trước 20 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2021. Xin cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.